Hello các bạn nha Thì à, ở đây mình đang có một cái máy ảo hay này à, Mình cứ mở máy lên ấy, thì nó bị cái lỗi này các bạn à, Nó báo cái lỗi này Và cái lỗi này nó kêu là Fail to start the virtual machine Có nghĩa là chúng ta sẽ không khởi động cái máy ảo lên được Thì à, mình đã xóa cái máy ảo đi và mình tạo máy ảo mới Nhưng mà cứ bật lên là nó báo lỗi à Ví dụ mình tắt này Mình bấm power ở đây Nó chạy rồi nó cũng báo lỗi đó, một cái máy đã cài win xong rồi khởi động lên báo lỗi thế này xóa đi tạo một cái máy mới tinh bật lên cũng báo lỗi này luôn thì mình sẽ tìm cách để mình fix nó các bạn nha rồi để fix cái lỗi này ấy, thì đầu tiên mình sẽ tắt cái vmware station đi mình sẽ mở cái nơi mà mình lưu cái máy ảo này thì theo mặc định đấy Nếu mà các bạn không có Chọn cái nơi để lưu máy ảo Thì mặc định nó sẽ lưu vào trong cái thư mục này này Document Và bạn thấy nó có mục là Virtual Machine Bạn mở ra Đây cái máy của mình đây Windows 10 này Mở ra này Đây nha các bạn nha Đó, Thì ở đây ấy, Chúng ta nên sử dụng một cái phần mềm Nó có tên là Notepad cộng cộng Để chúng ta chỉnh sửa cho dễ các bạn nha mình sẽ À, tải cái phần mềm này về đi Đây chúng ta sẽ tìm Notepad cộng cộng bạn nha Đây download nó về đi Đây các bạn download nó về Nó là phần mềm hoàn toàn miễn phí các bạn ha Rồi chúng ta bỏ này Finish nữa, ha Tắt này luôn Hiện tại chỗ mình thì đang có công trình Cho nên là nó hơi ồn các bạn thông cảm nha Rồi mình sẽ Mở cái máy ảo lên này Các bạn sẽ mở cho mình cái file nó có cái đuôi là vmx ở đây này. Nếu các bạn không thấy cái đuôi này á, thì các bạn sẽ vào đây nhé và có chỗ mà phần option đây này, này ở cái phần mà view các bạn chọn show hidden file và các bạn bỏ cái mục là hai extension for no file uh, type file đây nha rồi apply ok thôi rồi cái file này chấm, uh, .vmx này các bạn chuột phải các bạn chọn open with và ở đây chúng ta sẽ chọn là chu another app và ở đây mình sẽ chọn là more app mình sẽ tìm đến cái phần mềm là notepad cộng cộng chúng ta vừa mới cài ha bấm vào đây đây các bạn notepad cộng cộng này chạy lên ha đây notepad cộng cộng ok rồi phóng to ra nha các bạn sẽ tìm cho mình cái dòng có chữ là VMCI0 đây này các bạn. Đây. VMCI0 nha. Rồi, sau đó các bạn thấy nó đang để giá trị là true. Các bạn sẽ sửa nó thành là for nha. Đây, mình sẽ sửa cái giá trị này thành là for các bạn nha. Đây, chúng ta sẽ đổi nó thành là for thế này. Rồi. Sau khi xong á, thì các bạn sẽ lưu lại nha bấm save đây lưu lại rồi như vậy là xong rồi mình sẽ tắt nó đi nhé ok bây giờ mình sẽ quay trở lại mình mở lại VMware workstation rồi mình sẽ power lại nhé ok các bạn nó chạy rồi này đó nó đã chạy lên được rồi đây mình sẽ tiếp tục cài cái window nha mình đang cài cái window 10 các bạn Ok, mình cứ tiếp tục mình cài thôi ha Install now Rồi, I don't have key Windows 10 Pro Next Accept Next Custom Next Rồi, cho nó cài các bạn ha Ok, vậy là mình đã fix được cái lỗi à, không khởi động được cái VMware Optation các bạn ha. Hy vọng rằng sẽ các bạn nha. Cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha.